Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tinh Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong cái Houston uh, nhật ký phần 2 ngày hôm nay thì Phong sẽ nói đến cái vấn đề mà à, cuộc thăm dò mới nhất tung ra cho thấy rằng là nhiều cư dân ở những tiểu bang blue state tức là những tiểu bang màu xanh đã phải chuyển về tiểu bang màu đỏ bởi vì chịu không nổi những chính sách của những Deep Blue State tức là những cái tiểu bang mà được xem là xanh xanh lè luôn đó quý vị và điều này cho thấy rằng là cái chính sách của khuynh tả hay là cái chính sách của những tiểu bang này đang khiến cho họ mất dần cư dân và quý vị câu chuyện như này như thế nào chúng ta đọc qua bản tin trước đi rồi sau đó Phong sẽ à, phân tích cho quý vị thấy là xu thế của nước Mỹ bây giờ là giành lại giá trị cũ và giá trị bảo thủ nhiều hơn quý vị millennial đã chuyển từ à, tới và như là Texas hoặc Montana và rời khỏi các tiểu bang Blue Tech như California năm 2023 cuộc nghiên cứu cho biết và ở trong đó họ nhấn mạnh 400.000 người ở thế hệ gọi là millennial à, đã phải à, chuyển tới cái à, tiểu bang Long Star Tech tức là tiểu bang à, Texas năm 2023 một cuộc nghiên cứu cho thấy hầu hết những cái thế hệ gọi là malenyo đã năm 2023 đã gần như chọn những cái tiểu bang và thành phố và ra ra khỏi cái tiểu bang những cái khu vực được xem là màu xanh tức là do đảng dân chủ quản trị và cái tổ chức đưa ra cuộc thăm dò này gọi là Hire A Helper, một cái thị trường online trong đó là chuyên môn tìm kiếm các dịch vụ để mà di di chuyển cũng như là trong đó họ cho thấy cái cuộc thăm dò và phân tích bởi cái dữ liệu từ trên cái dữ liệu của cục thống kê dân số cho thấy rằng là có bao nhiêu người ở thế hệ millennial gọi là rời khỏi châu ở gọi năm 2023 và tại sao họ rời đi và trong vòng 10 năm tức là à, cái thế hệ từ à, của Melanyo là những người đã giảm đi cái việc mà di chuyển nhà cửa của họ từ 21% năm 2013 xuống còn 11% đến năm đầu năm 2023 và con số này à, được à, xem là giảm đi và vấn đề kinh tế à, thay đổi cái à, cách sống cũng như là là một trong những cái lý do mà tại sao những thế hệ này chọn di chuyển qua tiểu bang khác trong đó bao gồm luôn là à, có một cái của à, cái chương trình nhà cửa tốt hơn thay đổi việc làm à, nhà cửa tốt hơn là 16% thay đổi việc làm là 13% muốn có một cái gia đình riêng là 11% và muốn tự làm chủ một căn nhà đẻ hơn là khoảng 9% đây là con số mà họ đưa ra và số lượng mà những người mà lên này chuyển được xem là có những cái khu vực được xem là nhà cửa có thể dễ chịu hơn và à, nó được từ năm 2011 à hai à hire a helper, à, đã cho biết như trên và cái vấn đề giữa lúc mà tình trạng các phân lời của à, ngân hàng về à, gọi là nhà cửa cũng như là cái tiền à, thuê mướn đã bắt đầu à, cao lên và đây là một trong những cái bản báo cáo cho thấy là những họ chuyển tới đâu quý vị, đây là những cái bản báo cáo Texas là cái nơi có rất nhiều, là cái thế hệ của Malenio đã đã di tản tới và có khoảng 400.000 người ở thế hệ này đã tìm tới cái tiểu bang của Texas. Montana được xem là có cái uh, tích cực của di dân và hơn tất cả những quốc gia ở những cái tiểu bang khác. Trong đó 95% họ chuyển tới đây uh, thay vì là họ chuyển đi. Và theo tiếp theo là Connecticut 56%, tiểu bang Maine là 54% oklahoma new hampshire south carolina florida tennessee và arizona là những nơi được xem là họ đã chuyển tới nhiều hơn từ cái thế hệ này và à, cái phát ngôn viên của hai ở, ở harper à, cũng như là cái giới tiêu thụ à, cho biết rằng là hầu hết họ chuyển tới và họ đưa ra những cái lời phỏng vấn này và à, ở những cái deep blue State tức là những cái, những cái, những cái tiểu bang màu xanh đó à, tuy nhiên thì như là new york california massachusetts hay là illinois là cái có một cái mức tiêu cực rất cao về uh, di dân tức là 52, 39, 28 và 25 phần trăm có rất nhiều những người ở thế hệ mà lên đã chuyển đi nhiều hơn là chuyển tới theo tường trình cho biết tức là người tới người đi nhiều hơn người tới Washington DC, Iowa, Louisiana, Wisconsin, North Dakota và Arkansas đồng thời cũng cho thấy là có nhiều người đã uh, đã, đã đã chuyển đi thay vì chuyển tới trong khi đó thì uh, cái khu vực gọi là đông đúc và đô thị như là Tampa ở Florida thì được xếp là một trong những cái vị trí hàng đầu mà người ta tới. Kế tiếp đó là những người đã chuyển tới nhiều hơn là chuyển đi là Las Vegas, Nevada, Austin, Texas là những nơi mà họ nói rằng là có rất nhiều những người chuyển chuyển tới nhiều hơn là chuyển đi. Trong khi đó thì New York, San Jose, Los Angeles, Detroit, San Francisco, El Paso, Milwaukee, Chicago, Miami là những khu vực mà người ta nói rằng là những khu vực mà người ta chuyển đi nhiều hơn là chuyển tới Đây là được xem là một trong những cái bài à, gọi là nghiên cứu của Gọi là Hire a helper Đây là một cái trang chuyên giúp cho người ta Thuê mướn những chiếc xe Chở đồ để di chuyển qua tiểu bang khác Và quý vị trong đó cho thấy rõ ràng Là ở những tiểu bang Deep Blue State Người ta chuyển đi nhiều hơn Thay vì người ta tới Thì quý vị đây là con số mà đã được ghi nhận năm 2023 dưới triều đại của Joe Biden. Bởi vì những tiểu bang này thì người ta nói rằng là vấn đề kinh tế, vấn đề <laughs> muốn có một gia đình, vấn đề liên quan tới làm chủ một căn nhà. <laughs> thì những cái thế hệ này đã chuyển tới những tiểu bang Redstack, Millennial được là một cái một cái tên dành cho cái thế hệ người ta nó gọi là Gen Y. Gen Y tức là chữ Y correct là Gen Y là sinh từ năm 1981 cho tới năm 1996 thì người ta gọi là Chen Y và từ năm 1997 cho tới năm 2012 thì nó gọi là Chen Z Do đó thì cái chữ mà lên vô này là một cái cụm chữ một cái tên dành cho cái thế hệ của Chen Y tức là cái thế hệ của chữ Icaret ok quý vị, thì là từ năm họ sinh từ năm 1981 cho tới năm 1997 thì những cái thế hệ này bắt đầu chuyển rất nhiều từ những tiểu bang Blue State đi qua tiểu bang Red State. Còn những cái thế hệ mà sinh năm 1997 cho tới năm 2012 thì họ vẫn có xu hướng là đi về những cái đô thị lớn, những cái nơi náo nhiệt tại vì đây là thế hệ trẻ. Họ đi vào những cái nơi náo nhiệt và có nhiều việc làm, ví dụ như là ở Bắc California, nó gọi là Silicon Valley hay là nó chuyển tới New York thì cái công việc ở đây nó đa dạng hơn, đại khái như vậy. Nhưng cái thế hệ mà từ năm 1981 cho tới năm 1997 mà mình gọi là Gen Y đó thì họ chuyển đi rất nhiều. Họ chuyển đi rất nhiều và cái lần mà di chuyển nặng nhất là từ 2008 cho tới năm 2012, lúc mà bị cơn khủng hoảng kinh tế. Lúc đó gần như là họ cạn tiền rồi quý vị. Cơn khủng hoảng kinh tế đó nhiều người bị kéo nhà, bị thô nhà và nhiều người đã không có việc làm, thậm chí tại California hai vợ chồng cộng lợi tức lại 3.000 Mỹ Kim mà phải trở thành homeless bởi vì tín dụng của họ không đủ để mua để mướn một cái căn chung cư và tiền mướn một căn chung cư đã bắt đầu tăng thì quý vị cái lý do chính mà tất cả những người này chuyển từ tiểu bang màu xanh qua tiểu bang màu đỏ thì theo ghi nhận của cái uh, higher a helper thì cái vấn đề kinh tế làm chủ căn nhà là hai lý do chính là hai lý do chính người ta chuyển tới những nơi này bởi vì ở những cái tiểu bang deep blue state thì giá nhà quá cao. Giá nhà và giá thuê mướn quá cao, họ chịu không nổi làm bao nhiêu tiền lương là nộp hết tiền nhà. Dù đó là tiền nhà mà của nhà băng để mình mua nhà hay là đi thuê nhà. Do đó, cái American dream tức là cái giấc mơ của người Mỹ làm chủ một căn nhà nó vẫn là cái khát vọng. Và bây giờ họ muốn làm chủ một căn nhà, họ phải chuyển tới những tiểu bang red state thì những tiểu bang này Giá cả nhà nhẹ hơn. Thì quý vị, đây là cái cục chuyện đang diễn ra tại nước Mỹ và càng lúc càng có nhiều người từ blue state qua red state, tức là từ những tiểu bang màu xanh qua những tiểu bang màu đỏ. Lý do là bởi vì không phải chỉ có vấn đề kinh tế nhà cửa mà còn nhiều vấn đề khác mà hai uh, hai uh, Harper đã không nhắc tới. Đó là vấn đề tội ác và cái vấn đề an toàn trong cộng đồng cũng như là uh, cái chi phí cao thì nó là những cái lý do khiến cho những người này à, phải chuyển từ ở thế từ ở những tiểu bang blue qua tiểu bang red và đặc biệt là cái thế hệ gọi là millennial là cái thế hệ từ năm 1981 đến năm 1996 đó là cái thế hệ này là tuổi tôi có thể nói là tuổi gần như là bước vào tuổi trung niên rồi tức là từ tuổi trẻ mà bắt đầu bước bắt đầu bước vào tuổi trung niên có gia đình rồi có gia đình rồi quý vị, tức là họ cũng là không phải là còn trẻ nữa rồi. Họ cần ổn định thì họ phải đối diện với rất nhiều những thách thức ở những tiểu bang được xem là do đảng dân chủ quản trị, trong đó đầu tiên hết nó gọi là sub Subgrand policy, tức là cái chính sách quá mềm dẻo với tội ác. Và thứ hai là nó gọi là tyranny, là chuyên chế quá nhiều. Một mặt thì họ ra những cái luật dễ dàng và tạo ra những cái cơ hội cho những kẻ tội phạm, những criminal. Một mặt thì họ chuyên chế trong cái lĩnh vực khác khiến cho người ta chịu không nổi và người ta phải chuyển qua những cái tiểu bang red state. Những tiểu bang red state thì ngược lại, họ cứng rắn với tội phạm. Ví dụ như Texas vẫn duy trì án tử hình, no matter what. Thì quý vị, họ cứng rắn với tội phạm, nhưng họ không tạo ra những cái hệ thống luật lệ chuyên chế để kèm kẹp người dân. Trong khi đó ngược lại ở các tiểu bang blue state như là California, New York hay Illinois hay Massachusetts, bốn tiểu bang này là bốn tiểu bang tôi gọi là deep blue state luôn, tức là những tiểu bang xanh đực luôn, đó quý vị. Thì ở những tiểu bang này bên cạnh cái viện bà gọi là Sub crime policy, tức là những cái cái um, quá mềm dẻo với tội phạm, nó khiến cho tội ác tăng rất là cao. Thì quý vị đã chứng kiến trong một hai năm qua vấn đề tội ác từ đập khiến xe vào nhà trộm đồ kéo mấy chục đứa vào cướp một cái tiệm shopping rồi thậm chí là những cái hành động mà nó còn tấn công luôn cả cảnh sát thì quý vị nó đã xảy ra những ở những tư bàn này và cái chính cái chính sách này nó đã làm cho cộng đồng bị bất an tức là thành phần tội phạm nó hoành hành khắp nơi và cái thứ nhất là thiếu an toàn mình không biết ngày nào mình ra là sẽ bị chỉ súng cướp xe đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái thế hệ của Millennium, tức là cái thế hệ của cái cái gọi là Generation Y, y đó, tức là cái thế hệ của à, chữ Y đó, họ có con cái. Thế hệ này là đám cưới sanh con rồi. Và bây giờ con cái của họ, một là sẽ đối diện với cái sự gọi là ăn hiếp ở trong trường học tức là trong trường học nó ở những tiểu bang này luôn có những cái cảnh mà ăn hiếp kỳ rồi quý bị thấy là ở Nevada đó nó kéo mấy, mấy đứa đập chết một đứa đó thì quý vị thấy là cái tình trạng ăn hiếp trong cái cái trường học đã nhiều rồi nếu không bị ăn hiếp thì phải đi theo băng đảng đi theo những phe nhóm ở trong trường học để bảo đảm an toàn cho mình rồi cuối cùng gia nhập vào cái băng đảng luôn tức là gangs hay là còn gọi là gangster đó, quý vị gọi gangster nhưng mà người ta gọi tắt là gangster, gang bang đó, ok, quý vị, thì họ phải gia nhập gang bang. Những đứa trẻ này ở cái tuổi từ 13 cho tới 18 tuổi là nó phải gia nhập gang bang để nó bảo đảm cái, cái cái an toàn của nó và do đó, quý vị, cái thế hệ này là cái thế hệ con cái nằm ở tuổi đó, sinh từ năm 1981, năm nay là 43 tuổi rồi. thì nếu mà đám cưới thì bây giờ con cũng mười mấy tuổi rồi. Nếu đám cưới sớm bây giờ lãng quản con đó, bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học luôn rồi. Còn nếu đám cưới trễ một chút xíu thì con bây giờ ở cái tuổi teen. Tức là cái tuổi đang ở cái tuổi trưởng thành. Thì bây giờ con cái của họ đang nằm trong tình trạng nguy hiểm. Nguy hiểm là bởi vì ở trong trường học. Nguy hiểm là nó gia nhập gang bang. Và cái nguy hiểm kế tiếp là mạng xã hội. Nó liên kết nhau trên mạng xã hội trở thành một cái thứ băng đảng khác nữa và những đứa trẻ rất sợ những đứa mà nó thụ động nó rất sợ hình ảnh của nó bị bêu rếu ở trên mạng xã hội một cái hình thức ăn hiếp mới đã bùng nổ trong những năm gần đây tức là ngày xưa ở trong trường học nó ăn hiếp là trong cái khuôn viên trường học hay là ở ngoài cái khuôn viên trường học thôi quý vị còn bây giờ cái mức ăn hiếp của nó nó lan trọng nó không nằm ở trong trường học hay ở đường phố ngoài trường học mà nó trên mạng xã hội chỉ cần là đứa trẻ đó nghịch ý của một cái băng đảng nào đó thôi nó lập tức lên trên mạng xã hội và nó liên kết với những cái băng đảng khác ở những khu vực khác nó lên nó đưa hình ảnh nó bêu réo nó chi chét nó bôi nhỏ nó làm cho đứa nhỏ cảm thấy là bị bế tắc khi mà nó bị hình ảnh của cá nhân của nó và tất cả những cá nhân của nó bị bêu réo trên mạng xã hội Giờ đó quý vị cái đời sống ở những tiểu bang deep blue stack này mấy đứa nhỏ đã trở nên cái gọi là đứng trước một cái tình trạng thách thức nguy hiểm hơn cho cuộc sống của tụi nó trên 18 tuổi thì không nói bước vào tuổi đại học là tất cả phải chịu trách nhiệm rồi nhưng từ cái tuổi 13 cho tới cái tuổi 18 là cái tuổi rất nguy hiểm có thể nói rằng ở những tiểu bang deep blue state là rất nguy hiểm bởi vì mấy đứa trẻ ở trong những cái môi trường này quý vị nó được hưởng thụ cái nền giáo dục cấp tiến và các giáo chức thì sợ e ngại đụng tới cái gọi là quyền tư ẩn của nó hay là đụng tới cái quyền lợi của trẻ em do đó quý vị họ không chịu nhiều trách nhiệm cái gì mà không liên quan tới trách nhiệm của họ là họ gạt qua một bên liền họ họ chỉ có chỉ đến trường dạy xong về họ không có một cái hành động nào gọi là uh, tôi tôi có thể nói rằng là những cái hành động nào mà gọi là giúp cho mấy đứa trẻ biết được cái đúng và cái sai và họ cũng bất lực trong việc mà các trường trung học ở nhiều nơi ở các tiểu bang Blue State hầu hết đều có những gang bang tức là có những thành phần băng đảng do đó quý vị nó trở thành một cái vấn nạn nó trở thành một cái vấn nạn mà không giải quyết được bởi vì những tiểu bang này nó có cái chính sách mềm dẻo với tội phạm thứ hai là nó nó đẩy cái quyền của mấy đứa trẻ lên quá cao quyền của mấy đứa trẻ lên quá cao tới mức mà cha mẹ không còn quản được nữa Tôi đã từng nói với quý vị, nhiều khi á, xảy ra chuyện mà cha mẹ la con cái một cái, la thôi. Nó bốc điện thoại nó gọi 911 nó nói ba má nó đánh nó. Cảnh sát không nói nhiều, tới nơi còng tay cha mẹ trước. Chỉ cần mấy đứa nhỏ báo cáo thôi là còng tay cha mẹ trước rồi. Sau đó tính sau. Thì quý vị, chính vì cái này mà nó khiến cho mấy đứa trẻ ở California nó thông minh lắm. Hay là ở New York nó biết hết cái luật lệ bảo vệ cho nó như thế nào, nó khai thác tối đa. Ví dụ, nó xúi bạn nó vào tiệm ăn cắp đồ, thì bạn nó mấy đứa bạn nó nói, no, no 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 chuyện này tao không làm, thì nó nói, mày sợ gì? 18 tuổi là clean hết rồi, sau 18 tuổi là coi như là mày không có bị gì hết. thì cái bị còn không vào đó ăn cắp đó thì bị nó ăn hiếp. chính vì cái này cái bối cái, cái 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 xã hội như vậy, nhiều gia đình Millennium sợ con cái của mình lâm vào tình trạng như vậy. Cho nên họ phải chuyển qua Red tag. Đó là thứ nhất. Thứ hai là quý vị, cái vấn đề chính là cái vấn đề chuyên chế. Tức là những tiểu bang Deep Blue Stack này đều nhân danh những điều tốt đẹp nào. Nào là nhân danh quyền con người, nào là nhân danh về môi trường. Họ áp đặt những cái chính sách rất gây gắt, chuyên chế người dân. Thậm chí quý vị thấy California đó. Thứ nhất, là nó cấm các trường học không được tiết lộ cho cha mẹ biết nếu con gái muốn chuyển giới. Thứ hai là về môi trường, nó bắt từ đây tới năm 2035, tất cả người dân California phải đi xe điện. Không được chọn là lựa thứ khác. Thứ ba là nó bắt đầu áp dụng những chính sách chuyên chế, nó sẵn sàng cho hợp pháp hóa cần sa, nhưng mà nó cấm thuốc lá, về thuốc mà có cái 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 vị nó gọi là metro tức là cái thuốc mà có vị the hay là nó cấm cái thuốc điện tử thì quý vị trong khi đó nó cho cần xa được học pháp thì quý vị nó chuyên chế ở một số lãnh vực nhưng mà nó thả ra tất cả những lãnh vực khác tức là lãnh vực ăn chơi trác tán nó xả cho thoải mái còn lãnh vực đời sống nó siết chặt người ta lại nó bắt người ta phải đóng đủ loại thuế tức là nó tăng thuế rất là nhiều rồi thứ hai là nó ra những cái chính sách chuyên chế rất là gây gắt Khiến cho nhiều người khó làm ăn à? Ví dụ như bây giờ California giá cái uh, giá cả quá cao Thì kỳ vừa rồi có vị 1 tây tháng 4 là tất cả những tiệm fast food đều phải tăng lên 20 đồng 20 Mỹ Kim một giờ cho những công nhân ngành fast food Rồi quý vị ngành y tế thì những người quét dọn những người janitor không có bằng chuyên môn phải tăng lương lên tới 25 Mỹ kim một giờ. Nó nói là để đáp ứng được cuộc sống, nó đẩy cuộc sống lên quá cao rồi nó bắt mọi người phải chạy theo cuộc sống đó và tăng lương lên thì cuối cùng cái việc những tiệm fast food họ phải giảm nhân viên, những cái bệnh viện họ phải giảm đi nhân viên, họ bắt những cái người mà được trả 25 đồng là phải làm nhiều hơn, làm nhiều hơn và họ thuê người ít lại. Các tiệm fast food cũng vậy, tức là cái cái thái độ chuyên chế này nó áp dụng lên tất cả người dân ở tiểu bang đó. Chính vì vậy mà cái thế hệ của Millennium tức là sinh từ năm 1981 đến năm 1996 đó họ đã ra trường, họ đã làm, họ có một đời sống ổn định, có có con cái rồi. Bây giờ họ phải đối diện với rất nhiều những cái thuế má, họ phải đối diện rất nhiều những cái chi phí cao, họ phải đối diện với lại cái tình trạng bị chuyên chế kèm kẹp như vậy rồi họ phải đối diện với tình trạng con cái của mình có nguy cơ trở thành nạn nhân của băng đảng hay bản thân nó sẽ trở thành thành viên của băng đảng chính vì vậy họ phải chuyển qua rastack ngược lại các tiểu bang rastack họ rất nghiêm ngặt trong vấn đề giáo dục thậm chí có nhiều cái trường công lập nha quý vị tôi không nói trường tư thục nhiều trường công lập là họ áp dụng cái chính sách hướng dẫn các cháu vào trong cái vấn đề tôn giáo để mà hướng các cháu về điều thiện Tôi nói là trường công lập đó Tôi không nói là những trường tư thục Trường tư thục là chắc chắn rồi Các trường tư thục ở tại các tiểu bang này Họ đều họ đều muốn các cháu phải đi vào tôn giáo Còn các trường công lập Thì nó là trường của chính phủ Của tiểu bang Họ vẫn một phần nào Là buộc các cháu phải có đọc kinh Hay phải có những cái hoạt động tôn giáo Ít nhất 1-2 giờ trong một tuần Để hướng các cháu vào điều thiện và thứ hai, họ giảng dạy cái sự lễ phép với cha mẹ với người lớn nó không giống như là ở những cái deep blue stack các giáo chức không dám làm họ muốn làm họ cũng không dám làm tại đi ngược lại quy tắc bị chuyện là chết luôn do đó ở red stack thì nó không có những cái này tức là những tiểu bang màu đỏ do chính vì vậy mà cái hệ thống giáo dục ở những tiểu bang red stack nó tốt hơn và thứ hai là nó cho nó những tiểu bang red stack họ ủng hộ mạnh mẽ cho cái quyền tự vệ. Chính vì vậy, cái tình trạng mà ăn hiếp trong trường học nó ít hơn ở Blue State. Những cái trường học mà thì gọi là thành lập băng đảng trong trường học đó, nó ít hơn. Tại vì cái quyền tự vệ cao là các cháu có quyền tự vệ. Còn các cái tiểu bang đó, Blue State nó siết chặt hết. Chính vì vậy mà các cháu bị bất lực, không có phản kháng được. Còn những cái tiểu bang Red State đó, thì các cháu có quyền phản kháng nếu bị ăn hiếp do đó nó giảm bớt đi rất nhiều những cái xung khắc trong trường học và thứ ba là ở những cái bàn Restech họ không có chuyên chế tức là họ không áp đặt về đời sống người dân họ thả cho làm ăn buôn bán dễ dàng thành lập công ty dễ dàng không áp dụng những cái luật quá gây gắt chính vì vậy mọi người thoải mái làm việc và chính là vì vậy mà họ sản xuất được nhiều sản phẩm và làm cho cái giá chi phí đời sống nó thấp hơn họ không chủ trương nhập cảng nhiều còn các tiểu bang Blue State thì do cái chính sách quá khó khăn. Do đó, những công ty nó rút ra khỏi hết. Trừ những công ty kỹ thuật thôi. Còn những công ty mà sản xuất đó vị, họ rút ra khỏi hết các Blue State. Rồi họ xuất họ sản xuất ở những nơi khác, họ xuất cản ngược lại. Do đó những tiểu bang Blue State cái giá cả nó cao hơn. Còn những tiểu bang Red State họ chủ trương là không có tạo ra một chính phủ cồng kềnh để mà kiểm soát người dân. Chính vì vậy người dân có được thoải mái tự do hơn làm ăn buôn bán nhiều hơn và sản xuất nhiều hơn họ không bị những cái luật lệ kèm kẹp họ ngoại trừ những cái quy định của liên bang ra do đó quý vị họ sẵn sàng bước ra làm ăn để mà sản xuất tạo ra sản phẩm và chính vì vậy cái đời sống của những người dân ở red tech nó nhẹ nhàng hơn và chính điều đó nó dẫn tới tình trạng giá cả nhà cửa thuê mướn đều rẻ hơn blue tech đều rẻ hơn do đó cái tình trạng mà những người mà ở Red Tech họ sống thoải mái hơn và họ bảo đảm hơn con cái của họ về nhà họ còn yên tâm thậm chí là nó ở trường nó họ làm thêm ở trường thêm cái giờ đó họ cũng không lo thậm chí có nhiều tiểu bang quý vị các cháu tự đón xe đi học tự đón xe về nhà cha mẹ không đưa luôn họ yên tâm tới mức như vậy trong khi ở Blue Tech là phải đích thân cha mẹ đưa tới trường rồi phải đứt thân cha mẹ sắp hàng đón con như vậy lúc tan trường. là bởi vì cái uh, quy tắc và những cái luật lệ cũng như là những cái uh, dạng cái chương trình giáo uh, những cái uh, chương trình dạy học nó cấp tiến quá nó khiến cho các cha mẹ ở ở blue Tech không yên tâm còn ở red Tech, tức là ở những cái băng màu đỏ nó khác bên cạnh đó cái đời sống người dân không bị chuyên chế nhiều quá bởi các luật lệ và cứng rắn với tội phạm cũng như là cái vấn đề mà họ thúc đẩy họ không có để cho cái giá nhà hay là cái giá thuê mướn hay là cái giá sản phẩm lên quá cao khi họ thấy lên quá cao là họ phải tìm cách những người quản trị những cái bang này họ tìm cách cho cái món hàng đó dồi dào lên thay vì họ áp đặt giá trần họ kiểm soát giá cả vân vân họ không làm họ làm cho cái món hàng đó nhiều lên thì tự nhiên nó hạ giá do đó quý vị những đó là lý do tại sao mà cái thế hệ gọi là Millenium này, à Marino này, tức là cái thế hệ của năm 80 thập niên giữa thập niên 90 đó nó họ chuyển qua rất rất nhiều. Tại vì những thế hệ này đã lớn tuổi rồi, chấp, sắp sắp sửa bước qua tuổi trung niên rồi và có vợ, có con, có gia đình rồi. Thì quý vị, đây chính là một cái cho quý vị thấy rõ là cái hai cái chính sách nó khác nhau. Một bên cấp tiến, một bên bảo thủ. Thì bây giờ cái thời đại bây giờ rất là Nhất là trong mấy năm qua Nhiều người đã chuyển về những cái tiểu bang Mà được xem là bảo thủ Để họ bảo vệ cho cái giá trị gia đình Họ được thoải mái làm ăn buôn bán Không bị áp đặt những cái chính sách luật lệ chuyên chế Chính vì vậy mà quý vị Họ sống thoải mái hơn Và ngày càng có nhiều người chuyển về Đó quý vị nhớ hôm trước tôi đưa tin không Nhiều người làm việc ở Bắc California Lương rất cao nhưng khi về hưu thì họ chuyển cả nhà họ qua Idaho kế bên đó thôi. Kế bên đó thôi. Để sinh sống là bởi vì chi phí đời sống và luật lệ nó không có nghiêm ngặt. Họ chuyển qua đó họ về hưu. Do đó quý vị, đây là cái cho thấy rõ ràng cái chính sách cấp tiến không phải không tốt. Nhưng phải đi từng bước một và chậm rãi. Bây giờ các tiểu bang này nó đẩy quá nhanh, nó đẩy quá mạnh. Và nó đi tới mức băng hoại khiến cho nhiều người đã không còn yên tâm, không còn cảm thấy an toàn trong công việc làm của mình, không còn thấy an toàn trên đường phố khi mình bước ra, không còn thấy an toàn cho gia đình của mình, con cái của mình khi bước ra đường hay vào trường học. Đây là lý do tại sao mà cái bà cái bản nghiên cứu này đã được đưa ra và cho thấy rằng là càng lúc người ta càng ngán ngẩm. Bây giờ mấy đứa trẻ mà tôi gọi là Gen Z đi, bây giờ nó ham vui, nó thích party, nó thích vui chơi với bạn bè Nó dồn vào những cái metro, tức là những cái nơi mà được gọi là phồn thịnh Nhưng mà tới cái lúc nó thành gia lập thất rồi Nó có con cái rồi, lúc đó nó giảm bớt đi quý vị Nó sẽ cảm thấy cái áp lực đời sống nhiều hơn Lúc trước còn trẻ chưa có là lập gia đình còn độc thân thì muốn chơi xả láng kiểu nào cũng được Nhưng tới lúc có gia đình, trách nhiệm gia đình, tài tránh gia đình Bắt tụi nó phải suy nghĩ và giảm bớt đi Và khi giảm bớt đi nó mới thấy được là cái hậu quả của những cái tiểu bang mà chuyên chế và mềm dẻo với tội phạm và đẩy mọi thứ lên quá cao không còn thích hợp nữa tới lúc đó nó lại chuyển qua những tiểu bang khác ok quý vị đó là cái bài phân tích của tôi cho quý vị thấy là cái tình hình của nước mỹ giữa những tiểu bang do đảng dân chủ quản trị và những tiểu bang do đảng cộng hòa quản trị gọi là blue state và, uh, red state đó quý vị là nó có sự khác biệt như thế nào và tại sao trong thời gian gần đây nhiều người đã phải rời bỏ cái nơi mà họ sống suốt mấy chục năm kể cả cá nhân tôi tôi phải về Texas tôi ở bởi vì tôi chịu không nổi những cái chính sách cực tả cấp tiến và quá nhiều chuyên chế của California nhưng lại mềm dẻo với tội phạm thì quý vị đây chính là một trong những cái cho quý vị thấy là xã hội Hoa Kỳ đã tới lúc lại có một cái sự thay đổi mới sau 30 năm họ bị dẫn dắt bởi cái khuynh hướng chính trị quân tả tạo ra một cái xã hội bất ổn và một cái xã hội bất an nhiều hơn thì bây giờ người dân Mỹ đã bắt đầu có xu thế quay trở lại một cái xã hội bảo thủ cứng rắn nhiều hơn thì quý vị tuy nhiên thì cái sự thay đổi này nó nó được biến bi, biến thể tức là biến chuyển tức là thay vì họ phản ứng thì họ chọn bỏ đi thay vì họ phản ứng thì họ chọn bỏ đi nhưng đây chỉ là cái giai đoạn đầu giai đoạn sau sẽ phản ứng. Đó là những gì mà tôi nghĩ rằng nước Mỹ sẽ đi tới để bảo đảm được cái nền nền tảng của nước Mỹ này và sự thịnh vượng. Thì từ từ quý vị, các tiểu bang Bluesack sẽ bị teo lại. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TFP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.